Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Tỳ sa rana ra năng ni thi tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phạm tê, dạ chúng con xin vâng. Bà na ti ba ta về ramani sĩ khao bất đăng sắc ma đi gia mi. Còn xin vâng dự điều học là quy chánh xa sự sát sanh a đinh na đa na về ramani sĩ khao bất đăng sắc ma đi gia mi. Còn xin vâng dự điều học là quy chánh xa sự trộm cắp tam mê sumi cha cha ra về ra mặt đi sẽ khó bất đơn sơ mát dạ mi. Còn xin quan dự điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mục sa hoa đa về ra mặt đi sẽ khó bất đơn sơ mát dạ mi. Còn xin quan dự điều học là quy tránh xa sự nói dối sura me rayama chapamai dathana veramani sikha banang samadhyami. Còn xin quán dự điều học là quỷ chánh xa si dễ uống rượu và các chất say. Panatipata Vēramani Sikkha Padang Samādhiyāmi. Con xin vâng giữ điều học là quý tánh xa sự sát sanh. Adinādāna Vēramani Sikkha Padang Samādhiyāmi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kāme Sumicchācāra Vēramani Sikkha Padang Samādhiyāmi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada Vēramani Sikkha Padang Samādhiyāmi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me raya macchappama dathana Vēramani Sikkha Padang Samādhiyāmi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani bành cha sĩ khao bạch đà ni sa tu căng ca toa ngập ba ma đê na ni cha ca lăng samarak kỳ tập băng. Chư Phật tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải ráng quan giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phàm tê, dạ chúng con xin vâng. Si lê na su ca tin yon ti si lê na phu ca sam ba da si lê na ni pu tin yon ti ta si ma si lăng quỷ số tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các ấy cho nên chư Phật tử phải đang thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thưa lành thầy, dạ trước đây con xin đọc phần sám hối Phật bảo, Pháp Phật bảo và Tăng bảo. Uttamange na vande hang pa da tam sum wa ruttamang butthe yo thalito do so butthe thamatu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con.
Uttamange na vande hang tham man cha duvi thang va rang tham me yo khali to do so tham mo kham tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang sang kham cha duvi thot ta mang sang khe yo khali to do so sang kho kham tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Sovatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba buddhahai nupavena sada sothi bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sambha thammai nupavena sada sothi bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba sanghahai nupavena sada sothi Phật hoành tụ tê tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sô thật là thô sô vị tổ vô rô nô hô bôn thác sa sa nê a rô gô sô vị tổ hôi sa sa bê nha thí quỳ. Sa an tha la tha su vi ta vô ru na ha bồ tha sa sa ne a ro ga su vi ta hôi sa ha sa pe nha ti pi te a tha la tha su vi ta vô ru na ha bồ tha sa sa ne a ro ga su vi ta ho tha sa ha sa pe hi nha ti pi. Cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tinh khỏi bình hoàn, được an vui cho mình và những người trong giao quyến cả thảy. Sa thú lành thay, dạ con cảm ơn sư Chí Đức đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con. A ca sát tha chắc phụng mát tha đê hoa na ga ma yê chi ca Bun nhang no anu mô đàn tu chi răng rắc khan tu sa sa năng a ca sát tha cha hợp mát ta đê hoa ma ga ma hít thi ca Bun nhang no anu mô đàn tu chi răng rắc khan tu no ga ru a ca sát tha cha hợp mát ta đê hoa ma ga ma hít thi ca Bun nhang no anu mô đàn tu chi răng rắc khan tu nhà ta vô A ca sát tha cha phum mát tha đê hoa ma ga ma hít thi ca Bun nhang no anu mô đàn tu chi răng rắc khan tu pa ni no A ca sát tha cha phum mát tha đê hoa ma ga ma hít thi ca Bun nhang no anu mô đàn tu chi răng rắc khan tu no sa đa. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đầm sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Tuyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Văn kinh chi cú sa la cầm năng cách tắp bằng kia ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa. Di đà sê su ga tăng ca tăng dê sát ta sanh nhi nô áp thi dê cha sát ta. A sanh nhi nô ca tâm phùm nha phá lăng mây hăng sát bê phá ghi phá hoàn tu tê. Dê tăng ca tăng su vi đi tăng bình năng phùm nha phá lăng ma già dê cha tát tha cha nam ti đê hoa. Gạn tòa ni huệ đa dùm sát đê lô cam hi dê sát ta chi quan ta ha. Ra hệ tu ca manu nhang phô cha năng sắp đề la phàn tu ma ma chế ta sa ti phước
căn quả tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay, có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lẫn chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thô phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng nô nha, tì năng hồ tu, su ki ta hôn tù nha, ta vô. Do sự phước báo mà chính con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Y đăng wa tan nê nô bùn nhăn a sa wa kha ya wa hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới đến cho đạo tràng chúng con. Con cũng cảm ơn tất cả quý vị trong room đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Phước báo nào có được ngày hôm nay, con cũng xin chia đến đạo tràng pháp học. Mong rằng quý vị hoan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thảy. Ở bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng nít trở lại cho Ngài Trí Đức để Ngài dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền lực tăng, trong những nick name mà chúng tôi không được rõ, xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ, xin chào chị Thiện Nam tiên nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 393. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ông Đức Tam Bảo ra thành áp tế giá số quần đà miết Bụt Thù Ma Hê Si Á Răng Cá Thà Cá Tô Lô Phú Tâm Mô Sắp Bá Cá Rù Hí Chệt Thá Cô Lô Cá Sá Sá Thà Chá Lá Đầm Má Cô Quý Đô Quần Đà Má Hành Tần Ná Ra Phù Chá Này Giác Cần Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sinh Bằng Thoát ly phiền não trói chân, tôi thường giao chủ, trí năng vô lượng. Từ đế, Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chung, nhân dân cúng dường. Thâm mô bà đi bồ, yá tá sá sá thú nô lô ca, nó mình thá sá huy nà, thá rù cô sáp bành nhù, bút thấp bà tí phù, tí sành nhá tù, hoành đà, má hành tầng, ná ra phù. Cái này giác tầng Như Lai phát bảo với như ánh vàng, Như Lai soi sáng vẹt màn vô minh, phá tan lầm lạc dũng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân cô quý số thô thú gá tá sá sa quá cô xích khà thú cà mô quá rá thầm mát xích khá cô niềm đà bát sân xà đi á nà đá rô quá rô quanh đà má hành tăng đá ra phù. Cha này giá cần tăng bảo thinh văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thế pháp phàm nhẫn ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho con nhớ ghi cúng dường. Rất là nát tế giới tê chê Ná sức khà mê ê Tu quá tha năng tá xà Ví a nút hoa quê Ná xá hát xà dê Ná sức chặt tú. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Dạ. Phần tráng dương ân đức làm bảo đã xong. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đi vào bài học ngày hôm nay ha.
đường truyền của chúng tôi cũng không được ổn lắm, để lên rớt xuống, cho nên mới lấy cái nick này, mà không biết có được tồn tại bao lâu. Rồi được giây phút nào thì biết trong cái giờ phút đó thôi ha, quý vị quan nghĩ. Câu Phật ngôn 393: Na chát ta hi na gót tê na, na chát ta hi na gót tê na, na chát ta hi na gót tê na. Là câu thứ nhất. Câu thứ hai: Na chát cha hồ tiếp rầm ma nô, na chát cha hồ tiếp rầm ma nô, na chát cha hồ tiếp rầm ma nô. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Na chát ta hi na ô tê na, na chát cha hồ tiếp rầm ma nô, na chát ta hi na ô tê na, na chát cha hồ tiếp rầm ma nô, na chát ta hi na ô tê na, na chát cha hồ tiếp rầm ma nô. Câu số 3 và câu số 4: Dầm hi sách chành chát thầm mô chát, dầm hi sách chành chát thầm mô chát, dầm hi sách chành chát thầm mô chát. Câu số 4: Su su chi hay là su chi, để coi lại ha quý vị quan hệ. Có gì chỉnh sửa luôn ha. Su chi hay là su chi, ở đây nó là su chi chứ không phải su chi nha. Su su chi su chát rầm ma nô, su su chi su chát rầm ma nô. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4: Dầm hi sát chân chát thầm mô chát su su chi su chát rầm ma nô, dầm hi sát chân chát thầm mô chát su su chi su chát rầm ma nô, dầm hi sát chân chát thầm mô chát su su chi su chát rầm ma nô. Bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Na chát ta hi na gót tê na, na chát cha hồ tiếp rầm ma nô, dầm hi sát chành chát thầm mô chát su su chi su chát rầm ma nô. Na chát ta hi na gót tê na, na chát cha hồ tiết rầm ma nô, dầm hi sát chành chát thầm mô chát su su chi su chát rầm ma nô. À, đó là cách đọc thứ nhất ha. Cách đọc thứ hai: Na chát ta hi na ô tê na, na chát cha hồ tiết rầm ma nô, dầm hi sát chành chát thầm mô chát su su chi su chát rầm ma nô. Đọc lại lần nữa ha. Na chát ta hi na ô tê na, na chát cha hồ tiết rầm ma nô, dầm hi sát chành chát thầm mô chát su su chi chát su. Cái này bị bóc, đọc lại. Na chát ta hi na ô tê na, na chát cha hồ tiết rầm ma nô, dầm hi sát chành chát thầm mô chát su su chi su ma nô. Rồi chuẩn bị, nó hiện lên một cái màn hình, không biết té hay là bị rớt mạng cũng đỡ, té cũng đỡ, nhưng mà nó mất mạng thì không vô được, quý vị thông cảm ha. Rớt té còn có thể ngồi lên gượng dậy mà đứng lên, nhưng mà mất mạng thì chắc là đi luôn rồi. À, quý vị thông cảm, được giây phút nào thì hay giây phút đó. Rồi giọng kinh thì có hai cách đọc.
Nhưng mà sư nhắc sư không ai hả? Chỗ nào trường âm thì chúng ta kéo dài ra, dù khi đó chúng ta có nghĩ nơi trường âm đó thì cũng phải kéo dài. Chứ trường âm đừng có nên đọc mà giống như bị hết hơi, mình dừng mà giống như hết hơi thì người nghe nó cũng sẽ mệt lắm. À, chúng ta dừng chỗ trường âm nào, khi mà chúng ta đứt hơi thì chúng ta phải kéo dài cái trường âm đó ha, chứ đừng có đọc mà tới trường âm hết hơi cái trường âm mà chúng ta dừng giống như một đoạn âm, thì cái đó chính mình đọc thấy cũng mệt mà người nghe cũng mệt luôn ha. Hôm nay thì sư Hồng Mai lễ bái tam bảo thọ trì quy y giới, cái thời gian đó là dư. Dư ở đây có nghĩa là coi như thoải mái, nhưng mà đọc hơi nhanh, đọc hơi nhanh, đọc chậm. Và chúng ta đọc để làm cái gì? Để chúng ta hiểu được ý nghĩa trong đó. Quậy quá vậy, cái cậu này. Quý vị thông cảm, chùa có bảy tiên vệ sĩ nó quậy vậy đó, mình phải chấp nhận thôi. Không có nó thì coi không được an ninh. Cho nên có những cái lúc mà làm phiền lòng pháp hội thì pháp hội cũng thông cảm cho ha. Rồi dòng kinh như vậy là tương đối ổn chưa? Bây giờ qua dòng kệ. Đây là một câu bao nhiêu từ? Một câu tám từ. Tám từ tám âm thì chúng ta chia làm hai. Na cha ta hi na vô tê na na cha cha hô ti brahm ma nô yam hi sa chan cha tham mô cha so su chi so cha brahm ma nô na cha ta hi na vô tê na na cha cha hô ti brahm ma nô yam hi sa chan cha tham mô cha so su chi so cha brahm ma nô. Một lần nữa ha. Na cha ta hi na vô tê na na cha cha hô ti brahm ma nô yam hi sa chan cha tham mô cha so su chi so cha brahm ma nô. Được gọi bà la môn không bị đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sinh, ai thập chân chánh tịnh mới gọi bà la môn. Rồi bây giờ xin mời đầu tiên là Sik Meta, rồi Sik Kim, rồi Sik Kim Kim Nhung. Rồi xin mời quý vị ạ. Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sàng Khaya. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư Thông Đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép cả bài trước. Câu pháp cú 393. Na cha ta hi na gót tê na na chắc cha hô ti brahm ma nô yam hi sắc chân cha tham mô cha so su chi so cha brahm ma nô. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Na cha là hai đoạn âm. Ta trường âm thông thường, hí, ná, hai đoạn âm, gốt trường âm nhấn, tê trường âm thông thường, ná đoạn âm. Ná đoạn âm, chắc trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, hô trường âm thông thường, tí đoạn âm, brahm trường âm nhấn, má đoạn âm, nô trường âm thông thường.
Na cha ta hi na gốt tê na na chắc cha hô tí brahmano. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Dâm, trường âm nhấn. Hí, đoạn âm. Sắc, chanh, hai trường âm nhấn. Chá, đoạn âm. Thâm, trường âm nhấn. Bu, trường âm thông thường. Chá, đoạn âm. Sô, trường âm thông thường. Sú, đoạn âm. Chi, sô, hai trường âm thông thường. Chá, đoạn âm. Râm, trường âm nhấn. Má, đoạn âm. Nô, trường âm thông thường. Dâm, hi, sắc, chanh, chá, thâm, mô, chá, sô, sú, chi, sô, chá, râm, má, nô. Dạ, con xin đọc lại hết bài. Na cha ta hi na gốt tê na na chắc cha hô ti brahm ma no. Dâm hi sắc chanh chắc thâm mô chắc sô su chi sô chắc brahm ma no. Được gọi bà la môn không vì đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sanh. Ai thật chân chánh tịnh mới gọi bà la môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể. Na cha ta hi na gót tê na. Na chắc cha hô tì pram ma no. Dầm hỷ sắc chanh. Cha thâm mô cha. Sô su chi sô cha brahmano. Dạ con đã đọc xong, kể xong, có chỗ nào sai xin ngài sửa cho con. Dạ con kính mời cô Kim ạ. Con xin kính chào sư chư đức các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài kinh Pháp Cú câu 393. 1, 2. Có hai người nghe rõ hả? Ba, ôi đủ rồi. Cảm ơn quý vị cho tín hiệu nghe rõ. Ui, 5 người. Xà thú. Con xin trả bài kinh Pháp Cú câu 393. Na cha ta hi na gót tề na cha chắc cha hồ ti ram ma nô. Dầm hi sắc chanh cha thầm mồ cha sô su chì sô cha ram ma nô. Đọc lại lần nữa rồi phân tích câu 1, câu 2. Na cha ta hi na gót tề na cha chắc cha hồ ti ram ma nô. Dầm hi sắc chanh cha thầm mồ cha sô su chì sô cha ram ma nô. Ná chá hai, phân tích câu 1, câu 2. Ná chá hai đoạn âm, ta, trường âm thông thường. Hí ná hai đoạn âm, gót, trường âm nhắn, tê, trường âm thông thường. Ná đoạn âm, câu số 2. Ná đoạn âm, chắc, nhắn, cha, hồ, hai trường âm thông thường. Tí đoạn âm, râm, trường âm nhắn, má đoạn âm, nô, trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2 và đọc lại câu 3, câu 4 rồi phân tích. Na cha ta hi na gót tề na cha chắc cha hồ ti ram ma nô. Dầm hi sắc chanh cha thầm mồ cha sô su chi. Dầm hi sắc chanh cha thầm mồ cha sô su chi sô cha ram ma nô. Dầm trường âm nhắn hí đoạn âm sắc sắc chanh hai trường âm nhắn chá đoạn âm thầm trường âm nhắn mồ trường âm thông thường chá đoạn âm câu số 4. Sô trường âm thông thường, sú đoạn âm, chi sô hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, râm trường âm nhắn, má đoạn âm, sô, nô trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 và đọc lại nguyên bài. Dầm hi sắc chanh, chá thầm mồ, chá sô, sú chi sô, chá râm ma nô. Na cha ta hi na gót tề na cha chắc cha hồ ti ram ma nô. Dầm hi sắc chanh cha thầm mồ cha sô su chi sô cha ram ma nô. Con ca kể hai kiểu nghe sư, kiểu dài dài lát xích giống như sư hay thường làm, rồi kiểu mà cổ con thích nha sư, cho sư đừng có lầu bầu con nữa nghe sư.
Na cha ta hi na go te na na cha cha ho ti ramano yam hi sak chan cha tham mo cha so su chi so cha ramano na cha ta hi na go te na na cha cha ho ti ramano yam hi sak chan cha tham mo cha so su chi so cha ramano. Được gọi Bà La Môn không vì đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin trả máy lại và mời người kế tiếp. Oh my God, kể hay gì, cái bụng bị xa hoài, nói tôi kể cái kiểu của tôi đó, cài giật, cà tưng gì đó, ai biết. Tôi là người bị sư khùng đem nhất như đó là nói cái này nói kia hoài hết trơn trội vậy đó. Bởi vì bữa nay đọc hai tông luôn, được tức là có qua có lại, được tội lòng nhau quỳ vốn luôn. Đúng rồi, kiểu của tôi hả? Cài giật lên, sư nói giật lên giật xuống thì tôi thấy nó vui hơn. Còn rề dài nó nghe hoài buồn ngủ quá à. Thì mỗi người một kiểu mà. Kệ mà, kệ nó đi không sao. Tôi thì gọi là ca kệ, người mấy kia thì đọc kệ, còn sư Liễu Tông thì nói ca hồ quảng làm sao. Danh từ tục tế mà, muốn nói sao cũng được. Thôi mời cô Hùng Dung kế tiếp không, để coi có ai giơ tay tiếp vậy ta. Không coi được, phải bỏ mới coi được. Mời quý vị khác kế nha. Sư đi làm công chuyện rồi, đi cho chó ăn rồi, quý vị tự đọc tự sướng đi nha. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết, tín hiệu nghe rõ. Dạ, kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài kệ 393. Na kinh na tề na na chách trà hồ ti pram ma nô yam hi sách chánh cha tham mô cha so su chi so cha brahmano na na cha. Dạ, con xin sám hối. Na cha ta hi na gốt tê na na cha cha hồ tê brahmano. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Na cha là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, hí na là hai đoạn âm, gốt là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ná là đoạn âm, chách là trường âm nhấn, cha hô là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Na cha ta hi na go te na na chách cha hô ti pram ma no. Con xin phân tích câu 3 và câu 4 ạ. Cham, yam là trường âm nhấn. Yam là trường âm nhấn. Hí là đoạn âm. Sách, chanh là hai trường âm nhấn. Chá là đoạn âm. Tham là trường âm nhấn. Mô là trường âm thông thường. Chá là đoạn âm. Sô là trường âm thông thường. Sú là đoạn âm. Chi, so là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Yam hi sách chanh cha tham mô cha so su chi so cha pram ma no. Na cha ta hi na gốt tê na na chách cha hô ti pram ma no yam hi sách chánh cha tham mô cha so su chi so cha brahmano. Na cha ta hi na go te na na cha cha ho ti brahmano yam hi sách chánh cha tham mô cha so su chi so cha brahmano. Na cha ta hi na go te na na cha cha ho ti pram ma no
Yam hi sách chanh cha tham mô cha so su chi so cha brahmano. Được gọi bà La Môn không vì bề tắc, không chủng tộc thọ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi bà La Môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong. Con kính cảm ơn sư, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, thân mời Thiện Vũ ạ. Alo, 123, 123. Sư Thiện Vũ, sư Hà, chờ một chút nha. Sư Kim Nhung, giọng kinh cũng hay, giọng kệ cũng chuẩn, rồi phân tích cũng rõ ràng ha, không có gì để mà thắc mắc. Nhưng mà có một điểm thôi, chữ nhân đó ha, đó chữ Kim biết hết, rồi chữ Nhật Quỳnh cũng biết cái chữ nhân này nó quan trọng lắm. Có biết là mình sai chỗ nào không? Khi mà nghe lại trong Facebook á, thì có một chữ mà đọc nó nghe không giống ai hết. Câu số 2, na chát cha hô tí phàm ma nô, chỉ chát cha, chát cha. Cái chữ này mà sao mà Sĩ Kim Nhung đọc là chết cha hả? Quý vị nghe lại trong Facebook đi, chỗ này nghe giống như là chữ chết cha hả? Chứ không phải là chữ chát. Sĩ Kim Nhung chú ý là chỗ này hả? Na chát cha hô tí phàm ma nô, chứ không phải là chết cha. Rồi, mời Sĩ Thiện Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 393. Na cha ta hi na gót tê na na chắc cha hồ tí tâm ma nô. Yam chi sắc chanh cha tham mô cha so su chi so cha ram ma nô. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Na cha là hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, hí ná hai đoạn âm, gót trường âm nhấn, tê trường âm thông thường, ná đoạn âm, ná đoạn âm, chắc trường âm nhấn, cha hô hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, rằm trường âm nhấn, ná đoạn âm, nô trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Na chát ta hi na gót tê na na chát cha hô tí ram ma nô. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Dăm trường âm nhấn, hí đoạn âm, tắc chanh hai trường âm nhấn, chá đoạn âm, thăm trường âm nhấn, mô trường âm thông thường, chá đoạn âm, xô trường âm thông thường, xú đoạn âm, chi xô hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, rằm trường âm nhấn, má đoạn âm, nô trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Yam chi sắc chanh cha tham mô cha xô su chi xô cha rằm má nô. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 393. Na cha ta hi na gót tê na na chắc cha hồ tí ram ma nô. Yam hi sắc chanh cha tham mô cha so su chi so cha ram ma nô. Na cha ta hi na gót tê na na chắc cha hô hô ti ram ma nô. Yam hi sắc chanh cha tham mô cha so su chi so cha ram ma nô. Được gọi bà la môn không vì đầu bệ tóc, không chủng tộc họ sanh, ai thật chân chánh tịnh
mới gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời kế tiếp ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và con kính đảnh lễ nhà Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Và con xin chào bạn. Nát cha ta hi nát gốt tề na na chắc trà hồ ti brahmano dầm hi sắc trần cha thầm mồ cha sồ su trì sồ cha brahmano nát cha ta hi na gốt tề na na chắc trà hồ ti brahmano dầm hi sắc chẳng cha thầm mồ cha sồ su trì sồ cha brahmano. Ná là ná chá là hai đoạn âm, ta ta là trường âm thông thường, hí ná là hai đoạn âm, vốt là trường âm nhấn, tê trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ná đoạn âm chắc trường âm nhấn, cha trường âm thông, cha hô hai trường âm thông thường, tí đoạn âm brahm trường âm nhấn, má đoạn âm, nô trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Nachata hinagote nanachakcha ho ti brahmano. Câu 3, 4. Yam hi sắc chan cha thầm mô cha sô su chi sô cha brahmano. Yam trường âm nhấn, hí đoạn âm, sắc chanh là hai trường âm nhấn, trá đoạn âm, thâm trường âm nhấn, mô trường âm thông thường, trá đoạn âm, sô trường âm thông thường, xú đoạn âm, chi trường âm, chi sô hai trường âm thông thường, trá đoạn âm, brahm trường âm nhấn, má đoạn âm, nô trường âm thông thường, dâm hí sắc chanh cha thầm mô cha sô xú trì sô cha brahmano. Con xin đọc lại bốn câu. Nát cha ta hi nát gồ tề na na chắc trà hồ ti brahmano dầm hi sắc chân cha thầm mồ cha sồ su trì sồ cha brahmano. Nát ta hi na gồ tề na na chắc trà hồ ti brahmano dầm hi sắc chân cha thầm mồ cha sô su trì sô cha brahmano. Được gọi Bà La Môn không vì đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sanh, ai thực chân tránh tịnh mới gọi Bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kể. Na cha ta hi na gôn tê na na chắc cha hô ti brahmano yam hi sắc chân cha thâm mô cha su su chi so cha brahmano. Dạ, con có sai, xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Con xin trao mít lại cho việc kế tiếp. Dạ, alo. Con thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, và con xin kính chào các chị quý vị trong lớp. Con xin phép được câu kinh Pháp Cú số 393. Na cha tai na gót tê na na cha hồ ti ram ma nô dầm hi sát chành cha thầm mô cha sô su chi sô cha ram ma nô na cha tài na gót tề na na dắt chà hù ti rầm ma nô. Chữ ná là đoạn âm, chữ chá là đoạn âm, chữ ta là trường âm thông thường, chữ hí là đoạn âm, chữ ná là đoạn âm, chữ gót là trường âm nhấn, chữ tê là trường âm thông thường, chữ ná là đoạn âm. Câu 2, chữ ná là đoạn âm, chữ chắc là trường âm nhấn, chữ cha là trường âm thông thường, chữ hô là trường âm thông thường, chữ tí là đoạn âm, chữ râm là trường âm nhấn, chữ ma là đoạn âm, chữ nô là trường âm thông thường.
câu 3 và câu 4. Dầm hi sách chành cha thầm mồ cha sù su chì sù cha rầm ma nô. Chữ dâm là trường âm nhấn. Chữ dâm là trường âm thông thường. Chữ dâm là trường âm nhấn. Chữ hí là đoạn âm. Chữ sách là trường âm nhấn. Chữ chanh là trường âm thông thường. Chữ chanh là trường âm nhấn. Chữ chá là đoạn âm. Chữ thâm là trường âm nhấn. Chữ mô là trường âm thông thường. Chữ chá là đoạn âm. Chữ câu 4, chữ xô là trường âm thông thường. Chữ xú là đoạn âm. Chữ chi là trường âm thông thường. Chữ xô là trường âm thông thường. Chữ chá là đoạn âm. Chữ râm là trường âm nhấn. Chữ má là đoạn âm. Chữ nô là trường âm thông thường. Đọc lại từ đầu. Na cha tài na gót tề na na dắt chà hồ chi rầm ma nô dầm hi sách chành cha thầm mồ cha sồ su chì sồ cha rầm ma nô. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: được gọi Bà La Môn không vì đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi Bà La Môn. Dạ, con xin sư và các bạn trong lớp sửa bài cho con. Dạ, con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con kính bảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con cảm ơn các bạn đã cho tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 393. Na chát ta hi na gót tề na na chát cha hồ tí trầm ma nô dầm hí sách chành cha thầm mồ cha sồ su chì sồ cha trầm ma nô. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Na chát ta hí na gót tề na na chát cha hồ tí trầm ma nô. Na chá hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, hí na hai đoạn âm, gót trường âm nhấn, tê trường âm thông thường, ná đoạn âm, ná đoạn âm, chất trường âm nhấn, cha hô hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, nô trường âm thông thường, ná chất tà hi ná gót tề ná ná chất cha hồ ti trầm ná nô. Dạ, con phân tích câu 3 và câu 4. Nhằm hí sách chành cha thầm mồ cha sồ su chì sồ cha thầm ma nồ. Dâm là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, sách chanh là hai trường âm nhấn, chá là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, mô là trường âm thông thường, chá đoạn âm, sô trường âm thông thường, xú đoạn âm, chi sô hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, nô trường âm thông thường. Dâm hí sách chành cha thầm mồ cha sồ sú chì sồ cha rầm ma nô. Dạ, con xin đọc lại câu 393. Na chát tà hí na gót tề na na chát cha hồ ti rầm ma nô. Dâm hí sách chành cha thầm mồ cha sồ sú chì sồ cha rầm ma nô. Được gọi Bà La Môn không vì đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi Bà La Môn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Na cha ta hi na gót tê na na chân cha ho ti tâm ma no yam hi sat chân cha tham mô cha so su chi so cha tâm ma no. Na cha ta hi na gót tê na na chân cha ho ti tâm ma no yam hi sat chân cha tham mô cha so su chi so cha tâm ma no. Dạ, con xin hết là có gì sai xin nhờ sư Trí Đức sửa giùm con, xin nhờ đạo tràng chú sửa. Dạ, cảm ơn anh Trần đã post bài, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, xin xin biết ạ, xin nhìn cho vị kế tiếp.
Dạ. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Kha giá. Con kính đảnh lễ sư chú Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiên Vũ và cảm ơn chị Kim Dung đã cho niềm từ biết là âm thanh rõ. Dạ, con xin đều phân tích và con đọc và phân tích câu Pháp Cú 393. Dạ, cảm ơn An Trần đã cho đã đưa bài, đưa phát bài lên ạ. Dạ. Câu 393, câu số 1 và câu số 2. Nachata hinagotte natachaccha ho tibrahmano. Nachata hinagotte natachaccha ho tibrahmano. Dạ, câu số 1. Ná chá là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Hí ná là hai đoạn âm, có là trường âm nhấn. T là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Dạ, câu số 2. Ná là đoạn âm, chắc là trường âm nhấn. Cha là trường âm thông thường, hô trường âm thông thường. Tí là đoạn âm, brum là trường âm nhấn. Má là đoạn âm và nô là trường âm thông thường. Nachata hinagote nanachaccha ho ti brahmano. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Yam hi san chang cha tham mo cha so su chi so cha brahmano. Và câu số 3, yam là trường âm nhấn, hi là đoạn âm, sắc chan là hai trường âm nhấn, chá là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, mô là đoạn là trường âm, chá là đoạn âm. Và mô là trường âm thông, chá là đoạn âm. Và câu số 4, sô là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, chi là trường âm thông thường, sô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, brum là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Yam hi san chan cha tham mo cha so su chi so cha brahmano. Và con xin đọc lại bốn câu. Nachata hinagote nanachaccha ho ti brahmano. Yam hi san chan cha tham mo cha so su chi so cha brahmano. Nachata hinagote nanachaccha cha tho ti brahmano yam hi sang sắc chang tha yam hi sắc chang cha tham mo cha so su si su chi so cha brahmano. Con xin đọc lại. Na cha ta hi na gót te na na chắc cha tho ti brahmano yam hi sắc chang cha tham mo cha so su chi so cha brahmano. Và con xin kể câu số 393. Na cha ta hi na gót te na na chắc cha ho ti brahmano yam hi sắc chăn cha tham mô cha so su si so so su chi so cha brahmano na cha ta hi na gon te na na chak cha ho ti brahmano yam hi sak chan cha tham mo cha so su chi so cha brahmano. Được gọi Bà La Môn, không quỳ diệu, không quỳ đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch chữ ngữ tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã phân tích và con có đọc xong, con có sai, con mong ngài và đạo tràng sửa lại dùm con. Và bây giờ xin mời bàn tay của Sĩ Tâm Hạ An. Và Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá.
Con kính ảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý đạo hữu có mặt trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết tín hiệu nghe được. Con xin đọc kệ câu pháp cú số 나차타 히나고테 나나사차 호티 람마노 얌 히사찬 차타모 차소 수지소 차 람마노 나차타 히나고테 나나사차 호티 람마노 얌 히사찬 chánh chánh tham mô chánh sô su chi sô chánh ram ma nô. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2 ạ. Ná là đoạn âm, chá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, ná là đoạn âm, gót là trường âm nhấn, tê trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Ná là đoạn âm, chách là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Dạ. Tiếp vào số 3. Dâm là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, sách là trường âm nhấn, chanh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, mô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, chi là trường âm thông thường, xô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại. Na cha ta hi na gót tê na na sách cha hồ tít râm má nô dâm hít sách chánh cha tham mô cha so su chi so cha ram ma no. Con xin kể. Na cha ta hi na gót tê na na sạch cha hô ti ram ma no yam hi sạch chánh cha tham mô cha so su chi so cha ram ma no na cha ta hi na gót tê na na sạch cha hô ti ram ma no yam vi sạch chanh cha tham mô cha so su chi so cha ram ma no. Được gọi bà La Môn không vì đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi bà La Môn. Dạ, con đã đọc xong, con kính gửi mít lào tràng ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ thưa con kính đảnh lễ Ban Quy Tâm Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và quý cô tu nữ, và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. Na cha ta hi na co te na na cha cha ho ti brahmano yam hi sat chan cha tham mo cha su su chi tu cha brahmano. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Na cha ta hi na có tê na na cha cha hồ ti ram ma no. Na đoạn âm, cha đoạn âm, ta trường âm thông thường, hí đoạn âm, ná đoạn âm, có trường âm nhấn, tê trường âm thông thường, ná hai đoạn âm, chắc trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, hồ trường âm thông thường, tí đoạn âm, ram trường âm nhấn, má đoạn âm, nô trường âm thông thường. Na cha ta hi na có tê na na cha cha hô ti brahma no. Câu 3 và câu 4. Yam hi sat
chan cha tham mô cha su su chi su cha brahm ma no. Dâm trường âm nhấn hí đoạn âm sách chan hai trường âm nhấn chá đoạn âm thâm trường âm nhấn mô trường âm thông thường chá đoạn âm su trường âm thông thường xứ đoạn âm chi trường âm thông thường su trường âm thông thường chá đoạn âm brahm trường âm nhấn má đoạn âm nô trường âm thông thường dâm hí sách chan cha tham mô cha su su chi su cha brahm ma no. Na cha ta hi na gót te na na cha cha ho ti brahm ma no. Yam hi sát chan cha tham mô cha su su chi su cha brahm ma no. Được gọi bà la môn không vì đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi bà la môn. Và con xin phép được kể. Na cha ta hi na ko te na na cha cha ho ti brahm ma no. Yam hi sat chan cha tham mo cha su su chi so cha brahm ma no. Dạ thưa con kính cảm ơn ngài và con kính cảm ơn đạo tràng. Có sai xin ngài và đạo tràng sửa luôn cho con. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Con xin chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 393. Najatta hinagotte nanajaccha ho ti brahmano yam hi sat chan cha tham mô cha so su chi so cha brahmano. Na cha ta hi na gót tê na na cha cha ho ti brahmano. Yam hi sat chan cha tham mô cha so su chi so cha brahmano. Để con xin phân tích. Ná là đoạn âm, cha là đoạn âm, ta là trường âm nhấn, trường âm thông thường, hí là đoạn âm, ná là đoạn âm, gót trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ná là đoạn âm, chát là trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô trường âm thông thường, dâm trường âm nhấn, hí là đoạn âm, sách chan hai trường nhấn, chá là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, mô trường âm thông thường, chá là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, xú đoạn âm, chi trường âm thông thường, sô trường âm thông thường, chá là đoạn âm, pram trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Najatta hinagotte nanajak cha ho ti brahmano yam hi sat chan cha tham mo cha so su chi so cha brahmano. Được gọi bà la môn không vì đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sanh, ai chân thật chánh tịnh mới gọi bà la môn. Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin hết, con xin cảm ơn. Dạ, Nam Mô Bố Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sằng Thà Giá. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính lễ quý cô tu nữ và kính chào toàn thể quý đạo hữu. Dạ, sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 393. Najatta hinagotte nanajak cha ho ti brahmano yam hi sat chan cha tham mo cha so su chi so cha brahmano. Najatta hinagotte najatta Najatta hinagotte nanajak
cha hồ ti rầm ma nô dầm hi sắc chằng cha thầm mồ cha sồ su trì sồ cha rầm ma nô. Dạ con xin đọc câu số 1 và câu số 2 phân tích ạ. Na chat cha hi na go na got te na na got te na na chat cha hồ ti rầm ma nô na chat ta hi na go te na na chat na chat cha hồ ti rầm ma nô. Dạ ná là đoạn âm, chất là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, ná là đoạn âm, gót là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ná là đoạn âm, chất là trường âm nhấn, à, cha là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Na chất ta hi na gót tề na na chất hồ na na chất trà hồ ti rầm ma nồ dầm hi sắc trần cha thầm mề cha sồ su trì sồ cha rầm ma nồ dầm hí sắc trần cha thầm mồ cha sồ su trì sồ cha rầm má nồ. Dạ con xin phân tích. Dầm là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, trăng là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, thầm là trường âm nhấn, mồ là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, chi là trường âm thông thường, sô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại hết nguyên câu ạ. Na chất tà hi na gót tề na na chất trà hồ ti rầm ma nồ dầm hi sắc trần cha thầm mồ cha sồ su trì sồ cha rầm ma nồ na chất tà hi na gót tề na na chất trà hồ ti rầm ma nồ dầm hi sắc trần cha thầm mồ cha sồ su trì sồ cha rầm ma nồ. Được gọi bà la môn không vì đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi bà la môn. Và bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Và sau đây con cũng xin kệ. Na chân ta hi na gôn tê na na chân cha hô ti râm ma nô chấm hi chắc chắn cha thâm mô cha su sô su chi sô cha râm ma nô. Dạ con đã đọc xong và con kính thỉnh ngài chỉnh sửa và quý đạo tràng chỉnh sửa giúp giùm cho con. Dạ con xin xuống mít và con xin mời vị kế tiếp. Con kính cảm ơn huynh An Trần đã bót bài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ sư trí đức. Con kính đảnh lễ quý sư. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc kinh Pháp Cú câu số 393. Na cha ta hi na gót tề na na chắc cha hồ ti gầm ma nô dầm hi sắc chành cha thầm mồ cha sồ su chi sồ cha rầm ma nô. Con xin đọc câu 1, câu 2 và phân tích. Na cha ta hi na gót tề na na chắc cha hồ ti rầm ma nô. Ná là đoạn âm, giá là đoạn âm, ta là trường âm,
Hí là đoạn âm, ná là đoạn âm, gót, tê là hai trường âm, ná là đoạn âm, ná là đoạn âm, chát là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Con xin đọc câu số 3, số 4 và phân tích. Dầm hi sắc chanh cha thầm mô cha sô chú chi sô cha đầm má nô. Dầm hi sắc chanh cha thầm mô cha sô chú chi sô cha đầm má nô. Dầm là trường âm nhấn, hi là đoạn âm, sắc, sắc chanh là hai trường âm, cha là đoạn âm, thâm mô là hai trường âm, chá là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, chi là trường âm thông thường, sô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại bốn câu. Na cha ta hi na gót tề na na chắc cha hồ ti gầm ma nô dầm hi sắc chanh cha tham mô cha sô chú chi sô cha gầm ma nô na na cha ta hi na gót tề na na chắc cha hồ ti gầm ma nô dầm hi sắc chanh cha tham mô cha sô chú chi sô cha gầm ma nô được gọi Bà La Môn, không gì đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sanh, ai thật chân thành thanh tịnh mới gọi Bà La Môn. Bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin cảm ơn sư trí đức, con xin cảm ơn đạo tràng. Con xin mời vị kế tiếp. Dạ, chị Nhật Huỳnh ơi, alo, chị Nhật Huỳnh ở đâu? Chị Nhật Huỳnh ơi, đi về đi, chị Nhật Huỳnh ơi. Dạ, em chào chị, dạ, em dâng mic lên chị. Dạ, xa thú kính cảm ơn, Kim Dung. Chắc mai mốt phải gọi ba hồn chính nghĩa Nhật Huỳnh quá ha. Dạ, nắm mô bích tha, dạ, Nhật Huỳnh chạy tới, chạy lui, thấy có huynh năng trần bớt bài rồi, quý vị rất là quan hỷ lên đọc kinh thì thôi lặng tiếp. Nhật Huỳnh thích lặng lắm, dạ hãy có nhìn qua rung mà thấy có vị làm nào làm việc rồi lặng tiếp à. Nam mô Bích Hà dạ, Nam mô Thầm Ma dạ, Nam mô Sân Kha dạ. Con thành kính thành lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính thành lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Huỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Huỳnh kính lễ cô tu nữ phúc hạnh. Nhật Huỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Dạ, còn vị nào chưa trả bài không? Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Vị nào mà chưa trả bài thì xin mời bằng tay. Nhà Nhật Huỳnh trong khi chờ đợi bằng tay quý vị nha, tại vì nãy giờ Nhật Huỳnh chạy tới chạy lui chứ không ngồi trước máy nên không có biết vị nào trả bài rồi và chị vị nào chưa. Dạ, nếu vị nào chưa trả bài thì cứ việc đưa bằng tay. Dạ, trong khi chờ đợi Nhật Huỳnh xin trả bài trước. Cảm ơn Kim Nhung rất là nhiều. Dạ, con xin được trả bài câu Phật Cú Kinh số 393. Dạ, cảm ơn Huỳnh An Trần. Na chát ta hi na gót tên na na chát cha hồ ti sam ma nô dầm hi sát chăng chát thầm mô cha sơ su chi sơ cạc râm ma nô.
Na chát ta hi na gót tê na na chát cha hô ti râm ma nô dâm hi sát chăng cha thầm mô cha sô su chi sô cha râm ma nô. Na chát ta hi na gót tê na na chát cha hô ti râm ma nô dâm hi sát chăng cha thầm mô cha sô su chi sô cha râm ma nô. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ná chá hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, hí ná hai đoạn âm, gót trường âm nhấn, tê trường âm thông thường. Ná ná hai đoạn âm, chát trường âm nhấn, cha hô hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, sâm trường âm nhấn, má đoạn âm, lô trường âm thông thường. Ná chá ta, hí ná gót tê, ná ná chát cha hô tì râm má nô. Con trên phân tích câu 3 và câu 4. Dâm trường âm nhấn, hí đoạn âm, sách chăn trường hai trường âm nhấn, chá đoạn âm, thâm trường âm nhấn, mô trường âm thông thường, chá đoạn âm, sô trường âm thông thường, xú đoạn âm, chi sô hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, sâm trường âm nhấn, má đoạn âm, lô trường âm thông thường. Dâm hí sách chăn chất thầm mô chá sô xú chi sô chá râm má nô. Con xin ôm lại hết 4 câu. Na cha ta hi na gót tê na na cha cha hô ti râm ma nô dâm hi sạch chăn cha thầm mô cha sô su chi sô cha râm ma nô. Được gọi bà la môn không gì đầu bệnh tóc, không chủng tộc họ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi bà la môn. Và đây là bản chuyện ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con xin được kệ. Nà cha ta hi, nà gót ta. Dạ, con xin kể lại. Nà cha ta hi, nà gót tê na, nà na cha cha hồ tỷ râm ma nô. Dầm hi sách chăng, cha thăm mô cha sô, sô sô hương. Sô sô chi sô chà râm ma nô. Nà cha ta hi nà gót tê na nà cha ta hô tì râm ma nô. Dầm hi sách chăng chà thầm mô cha sô sô chi sô chà râm ma nô. Dạ, con đã đọc phân tích và kệ xong rồi. Dạ, con có sai chỗ nào Ngài chỉ dạy cho con và đạo tràng chỉ dạy cho con sửa. Dạ, con cũng chưa thấy bàn tay của vị nào đưa lên. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài Trí Đức trở lại đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ, Ngài có nghe được âm thanh con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Hồi nãy con thấy Ngài cứ chạy ra chạy vào hoài không. Bây giờ không biết Ngài đã ổn định chưa, Ngài có trước máy không? Ngài có nghe được âm thanh con, cho con một tín hiệu ạ. Dạ, con thấy Ngài chưa trở lại máy. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ, con thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Trang. Dạ, sư có thuyết máy không bạch sư? Sư có nghe được âm thanh con không? Sư cho con một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ, đại đức Pháp Trang có nghe được âm thanh con không? Dạ, cảm ơn. Cảm ơn Kim Nhung. Dạ, cái máy Nhật Bình nó có hồi nó cũng cũng bị bệnh lắm. Dạ. Rồi, Ngài cũng không thấy, Đại Đức Pháp Trang cũng không thấy. Dạ, làm sao đây quý vị? Dạ, quý vị cho một tín hiệu đi. Làm sao? Alo, alo, Kim Nhung. Hồng Mai nè, bữa nay Hồng Mai đọc kinh nè. Nói gì bây giờ? Nói hồi là ăn cháo lương nó nghiêm nhung ngày, nguy hiểm lắm. Nói là ăn cháo lương, sợ lắm. Dạ, Hồng Mai phải không? Bữa nay đọc kinh, hồi nãy Nhật Quỳnh nghe sư nói, dạ, Ngài nói sao đó, đọc chậm, đọc nhanh, đọc gì đó. Ủa, Quỳnh Gia Nhật Hà chưa đọc hả? Chưa trả bài hả?
Quỳnh Giang Nhật Hà đâu rồi? Có người kiện thưa nè, Quỳnh Giang Nhật Hà ơi. Alo, alo. Quỳnh Giang, Sister Thị Phúng cũng chưa nữa đọc nữa phải không? Sister Thị Phúng ơi, hôm nay có cầm mic được không? Dạ, có khi vào đạo tràng mà không cầm mic được. Đọc nhanh hả? Vậy đọc chậm chậm lại nha. Alo, Hạnh Kiểm khỏe chưa? Hạnh Kiểm ơi, bây giờ ngồi điểm danh từ tên nha. Từ tên. Thua bằng tay Hạnh Kiểm vậy là nay Hạnh Kiểm khỏe rồi. Dạ, mời Hạnh Kiểm. Dạ, con cũng nghe thấy ngay xuất hiện luôn. Mời Hạnh Kiểm nha. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư, kính đảnh lễ quý sư, quý cô nữ và quý thiện hữu trong đạo tràng. Hạnh Kiểm thường rảnh được thì cũng là giờ chín. Dạ, quan hỷ xin nhà dạ, xin đọc câu kinh 393. Na cha ta hi na gót tề na na cha cha hồ ti cầm ma nô nhằm hi sa chan cha tham mô cha sô su ti na cha ta hi na gót tề na na cha cha hồ ti cầm ma nô yam hi sa chan cha tham mô cha so su chi so cha tham ma no. Câu 1, câu 2. Na cha ta hi na gót tề na na cha cha ho ti tham ma no. Na cha là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, hi na là hai đoạn âm, đó là trường âm nhấn, tề là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ná là đoạn âm, chát là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, đô là trường âm thông thường. Câu 3, câu 4. Dầm hí sát chành chát thầm mồ chát sù sù xì chú chì sô cha đàm ma nô. Dâm là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, mô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, chú là đoạn âm, chi là trường âm thông thường, sô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Na cha ta ngày na gót tê na na chặt cha hô ti đầm ma nô yam hê sa chan cha tham mô cha sô sô chi sô cha tham ma nô. Được gọi bà la môn không vì đầu bệnh tóc, không chủng tộc họ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi bà la môn. Bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Cảm ơn đạo tràng. Xin kính xin quý sư và quý hữu trong đạo tràng có chữ màu sai thì sửa giúp. Cũng xin cảm ơn và xin trả miết lại cho chị ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Kính lễ lễ được pháp tràng, chào cô tu nữ phúc hạnh, cô tu nữ tuệ duyên. Hôm nay quý vị cũng rất là tuyệt vời, mỗi người một vẻ ha. Tức là theo cái biệt nghiệp
theo cái khả năng, theo cái túc duyên của mỗi người. Cho nên trong cái giọng kinh, trong cái giọng kệ cũng khác nhau. Nhưng mà đã gọi là kệ thì không có ý kiến. À, ở đây chúng tôi chỉ có vấn đề giọng kinh thôi. À, cho nên hôm nay sĩ Kim Nhung và sĩ Hồng Mai ha, chúng tôi chính làm quý vị ở trong room có vẻ hơi e ngại ha. À, có nhiều vị không dám đưa tay lên để mà đọc nữa. Không sao, dầu có đọc nhiều hay đọc ít, đến giờ chúng tôi cũng phải thanh toán. À, tức là làm sao cho đủ cái thời gian để ổn định theo cái câu Phật ngôn này, không để thời giờ trống vắng. Quý vị thông cảm ha. Bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa từ vựng của câu Phật ngôn 393. Câu Phật ngôn 393, câu đầu tiên: Na chắc tà hi na gót tề na. À, chỗ này, cái câu này có vị thì chúng tôi cứ ngỡ rằng chữ chắc tà. À, tại vì quý vị á, đọc chữ chá này, đọc nó hơi kéo dài. Na chắc tà, na chắc tà, chữ ta kéo dài. Nhưng mà quý vị đọc chữ chá này kéo dài, chúng tôi cứ ngỡ rằng chữ chát ta. Na chát ta hít na vô tê na. Cái trường hợp này là trường hợp của sĩ Tịnh Tâm này. Sĩ Tịnh Tâm đọc chữ chá mà hơi kéo dài, cho nên nghe giống như chữ chát. Chữ na là một đoạn, chữ na ở đây là một phủ định, tức có nghĩa là không. Ý nghĩa của chữ na có nghĩa là không. Rồi chữ cha ta hí, ta hí do cái từ cha ta. Cha ta nó là một danh từ nữ tính, karanta ithi linga. Và chữ cha ta này được chia theo sở dụng cách số nhiều. Sở dụng cách số nhiều có nghĩa là ta tỳ gia quỳ phá tí bà hú quá trần á. Cho nên chữ cha ta biến thành cha ta hí. Cha ta hí có nghĩa là những cái búi tóc bệnh, bởi những búi tóc bệnh. Tóc người ta bình thường thả xuống thì không sao, nhưng mà cột lại, bệnh lại thì ở đây gọi là bởi những búi tóc bệnh. Mà không riêng gì ở Ấn Độ, ở Việt Nam của chúng ta cũng có những cái búi tóc này. Mà những búi tóc này ở miền Tây thì người ta gọi là củ tỏi. Búi tròn tròn giống như củ tỏi vậy. Cho nên có những cái đạo giáo mà ở miền Tây người ta tu tập, họ cũng để cái búi tóc ở trên đầu. Tức là cái răng, cái tóc là gốc của người. Cho nên họ có vẻ họ tôn trọng, họ có vẻ coi cái búi tóc của họ là một cái sự linh thiêng. Nếu mà cây bị cắt đi hoặc là cạo đi thì coi như không tôn kính tổ tiên ông bà. Cho nên họ duy trì cái búi tóc của họ. Tóc dài bao nhiêu thì họ bệnh lại, họ cột lại. Và không riêng gì thời kỳ Đức Phật, mà ở tại Việt Nam của chúng ta cũng có những cái búi tóc bệnh, mà Việt Nam thì không gọi là búi tóc bệnh mà gọi là củ tỏi. Búi tó phải không? Búi tó gì? Người ta có cột, ta bệnh, ta thắt, ta đủ kiểu hết á. Nhưng mà để gọn dây đầu á thì gọi là tóc bệnh. Nhưng mà Việt Nam không gọi là tóc bệnh mà gọi là những cái búi đó là những củ tỏi. Giống như củ tỏi trên đầu. Rồi nó chắc tà hít ná, ná có nghĩa là không. Rồi gót tê ná,
Gót tê ná do cái từ gót ta. Gót ta đây là một danh từ trung tính, á kran ta nó cùng sắc linh ra. Và gót ta ở đây cũng được chia theo sở dụng cách số ít, mà sở dụng cách số ít. Ta tỷ gia quỷ phát tí, ê ká quá trẻ ná, nên gót ta biến thành gót tê ná. Gót tê ná là do dòng họ, hoặc là bởi dòng họ, hay là bằng dòng họ. Sở dụng cách tức là nói lên cái ý nghĩa bởi, do, bằng, gọi là sở dụng cách. Rồi, như vậy thì ở đây cái câu đầu tiên này ý nghĩa là không phải những búi tóc bệnh, không phải bởi những dòng họ. Câu đầu tiên tức là một cái sự phú nhân, không phải là cái đầu, không phải là do dòng họ. Cái đầu không nói lên cái vấn đề tu. Ví dụ người ta thấy những người cạo đầu gọi là xuất gia ha, nhưng cái đầu cạo là chỉ là cái đầu thôi. Rồi những cái búi tóc bệnh cũng thể hiện cho những người tu, nhưng mà cái đầu cái búi tóc đó, tu không phải là tu cái búi tóc, không phải là tu do cái đầu, mà cái tu là do cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cái ý nghiệp nó quan trọng hơn là cái thân. Cái thân là búi tóc bệnh, cái thân là bởi dòng họ đắc tạo mà mình có cái danh cái sắc này. Câu số 2, Na-chát-cha-hô-ti-pram-ma-no. Câu số 2 có 4 từ ha. Na-chát-cha-hô-ti-pram-ma-no. Na cũng có nghĩa là không. Chữ chát cha, chát cha do cái từ cha tí. Cha tí là một danh từ nữ tính, ý ran ta ý thi linh ngã. Nhưng mà chữ cha tí này được chia theo sử dụng cách số ít. Sử dụng cách số ít. Ta thì giao về phát tí có quá trả ná. Cho nên chữ cha tí biến thành chát cha. Chát cha chứ không phải chết cha nha. Nào, hồi nãy nghe không biết nghe lầm hay sao mà chữ chát cha này đọc thành chết cha. Có nghĩa là do, bởi, bằng sanh chủng, hay là do cái sự thọ sanh. Sanh chủng ở đây thì quý vị phải biết rằng sanh chủng do 4 trường hợp. Đoạn sanh, thai sanh, thóc sanh và hóa sanh. Thì sanh chủng tức là nó sanh trong cái chủng loại nào. Trường hợp của chúng ta là cái gì đây? Đoạn thai, thóc, hóa thì chúng ta là cái gì sanh chủng? Alo. Cha tí, chúng ta là thai sanh. Đúng rồi, chúng ta sanh ra trong thai bào, cho nên gọi là thai sanh. Còn có những cái chúng sanh sanh nơi ấm thấp thì gọi là thấp sanh. Những chúng sanh mà những chúng sanh mà coi như là sanh ra ở trong cái trứng á, ở trong cái trứng á, gọi là noãn sanh. Ví dụ những con chim, những con gà, những con vịt thì là noãn sanh. Rồi những chúng sanh mà coi như do cái trường hợp đặc biệt mới sanh ra, giống như một người đã khoảng độ 16 tuổi giống như chư thiên thì cái đó gọi là hóa sanh. Mà hóa sanh trong kiếp người của chúng ta cũng có, chứ không phải là không nè. Không phải là trên trời phải có hóa sanh, hoặc là những chúng sanh ở dưới địa ngục trong khổ cảnh cũng có hóa sanh, chứ không phải là không. Trong kiếp người của chúng ta có hóa sanh, như trường hợp Tỳ Kheo Ni Upalawana. Upalawana là
xanh lên trong có hoa hoa sen gọi là hóa xanh. À, thì có bốn trường hợp gọi là xanh chủng. À, xanh chủng tức là cái chủng tử tái xanh do loãng, do thai, do thấp, do hóa. Loãng thai thấp hóa là bốn cái trường hợp mà chúng sanh thọ sanh trong những cái trường hợp đó. Rồi ở đây chắc cha là do bởi bằng sanh chủng hoặc là do sự thọ sanh ha. Rồi tiếp theo ra đây hô tít brahmano. Hô tít brahmano, hô tít là brahmano là vị bà la môn. Hô tít brahmano là vị bà la môn hay là trở thành vị bà la môn. Vậy thì câu đầu câu hai na chát na chát ta ni na cô tề na na chát cha hồ ti phạm mắt nô. Không phải vì những búi tóc bệnh, không phải vì dòng họ, phải vì sanh chủng mà trở thành vị bà la môn. À, ý nghĩa câu thứ nhất, câu thứ nhì là phủ nhận cái gì? Là phủ nhận cái búi tóc bệnh, phủ nhận về dòng tộc, dòng họ, phủ nhận về sanh chủng. Bà la môn không phải là những cái đó. Đó là cái ý nghĩa câu thứ nhất, câu thứ nhì. Qua câu số ba dâm hí sắc chành chát thầm mồ chát. Dâm hí sắc chành chát thầm mồ chát. Câu số 3 chữ dâm hí do cái đệ từ quan hệ nam tính là chữ giá. Chữ giá ở đây được chia theo định sở cách. À, định sở cách số ít sát tầm yêu phát tiết các quá trình ha. Cho nên chỉ giá biến thành dâm hí. Dâm hí là ở vị nào, ở người nào, ở vị nào, ở người nào. Rồi sách chanh gia. Sách chanh giá do hai từ sách chân cộng với chữ chá, cho nên chúng ta thấy M có dấu chấm biến mất và xuất hiện ở đây chữ N có dấu ngã. Đây là trường hợp logo và sanh thiết xóa và ráp chữ. Thay vì chữ sách chân rời ra có dấu chấm ha, rồi tới chữ chá. Nhưng mà ở đây dính liền thì M có dấu chấm biến mất và chữ N có dấu ngã xuất hiện dính liền với chữ cha. Sách chăng do cái từ sách chá. Sách chá nó là một danh từ trung tính Akoran Tanapum Sakhalinga. Sách chá ở đây được chia theo đối các số ít đối tỷ giao vì phát tí ê có quá trình á. Cho nên sách chá biến thành sách chăng. Sách chân có nghĩa là chân thật. Và nó dính liền với liên từ chá. Chá có nghĩa là và. Chân thật và. Hay là và chân thật. Rồi gì nữa? Thâm mô chá. Thâm mô do cái từ thâm má. Thâm má là một danh từ nam tính Akron Tap Phung Linh Gá. Và thâm má ở đây được chia theo chủ từ số ít. Và thâm má là câu quá chân là quỷ pháp tí. Cho nên thâm má biến thành thâm mô. Thâm mô ở đây có ý nghĩa là sự chánh trực, sự ngay thẳng. Ở đây nó không có ý nghĩa là pháp, mà nó có nghĩa là sự ngay thẳng, sự chánh trực.
Bởi vì chữ pháp này, chữ thăm má này có trên 70 ý nghĩa. Thì ở đây ý nghĩa của nó là sự chánh trực, sự ngay thẳng. Dâm mỹ sắc chanh cho thầm mồ cha. Ở vị nào có sự chân thật và sự ngay thẳng? Ở vị nào có sự chân thật và sự ngay thẳng? Đó là ý nghĩa câu số 3. Tiếp theo câu số 4. So suci so chaprammano, so suci so chaprammano. 1 2 3 4 5 chữ ha. Thì ở đây so suci, so suci so do đại từ tá ha, đây là một đại từ nam tính ha, nhưng chữ tá ở đây được ghi theo chủ cấp số ít và thăm má. Thì câu quá chân áo được phát tí, cho nên chữ tá với hình chữ sô, sô là vị ấy ha, sô là vị ấy. Rồi chữ su chi, do cái từ su chi, su chi là một tính từ nam tính, nhưng mà nó đứng làm chủ từ bạch tham ma e có quá trình hả. Cho nên su chi ở đây có nghĩa là sự trong sạch, trong sạch. Rồi, tiếp theo sô là vị ấy, chá là và, râm nô là bà la môn, và vị ấy là vị bà la môn. Sô chấp râm nô, và vị ấy là bà la môn. Như vậy là câu cuối cùng ý nghĩa sao? Sô su chi sô chấp rầm ma nô, vị ấy trong sạch và vị ấy là bà la môn. Vậy thì câu số 3, câu số 4 ha. Câu số 3, câu số 4. Dâm hi sát chanh cha tham mô chát sô su chi sô chấp rầm ma nô. Ở vị nào có sự chân thật và sự ngay thẳng, vị ấy là trong sạch và vị ấy là bà la môn. Chúng ta gom lại ý nghĩa xuyên suốt rõ ràng của câu Phật ngôn 393. Na cha ta hi na gót tê na na cha cha hồ ti pram ma nô dầm hi sa chanh cha tham mô cha sô su chi sô cha pram ma nô. Không phải vì những búi tóc bệnh, không phải vì dòng họ, không phải vì sanh chủng mà trở thành vị bà la môn. Ở vị nào có sự chân thật và sự ngay thẳng, vị ấy là trong sạch và vị ấy là vị bà la môn. Xin lặp lại ha. Không phải vì những búi tóc bệnh, không phải vì dòng họ, không phải vì sanh chúng mà trở thành vị bà la môn. Ở vị nào có sự chân thật và sự ngay thẳng, vị ấy là trong sạch và vị ấy là vị bà la môn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: chẳng vì bệnh tóc thọ sanh, chẳng vì giai cấp thanh danh gia đình, với ai chân hạnh tuệ minh, bà la môn ấy xứng vinh gọi là. Xin lặp lại ha. Chẳng vì bệnh tóc thọ sanh, chẳng vì giai cấp thanh danh gia đình, với ai chân hạnh tuệ minh, bà la môn ấy xứng vinh gọi là. Rồi Ngài Hòa Thượng Minh Châu được gọi bà la môn không vì đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi bà la môn.
Được gọi Bà La Môn không vì đầu tóc bệnh, không chủng tộc thọ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi Bà La Môn. Rồi, trong ý nghĩa từ vựng có vị nào thắc mắc gì không? Alo, thắc mắc thì đưa tay. Qua cái thời gian này đưa tay là không chấp nhận. Trong những từ vựng này có chỗ nào thắc mắc? Nếu mà không thắc mắc thì bây giờ chúng ta đi vào duyên sự. Tại sao có câu Phật ngôn này? Câu Phật ngôn này được Đức Phật đề cập đến khi Ngài ở tại chùa Kỳ Viên, và có một vị Bà La Môn tên là Cha Tỳ Lá. Rồi alo, đánh lên thử Cha Tỳ Lá như thế nào, tên của cái vị Bà La Môn này. Bây giờ chúng ta học câu này. Cha Tỳ Lá, rồi chính xác, chính xác. Bà La Môn Cha Tỳ Lá, đây là cái nguyên nhân chính để câu Phật ngôn 393 xuất hiện. Thì vị Bà La Môn Cha Tỳ Lá, tâm tư của vị này suy nghĩ rằng: ta sinh ra trong dòng họ Bà La Môn, hiện sanh cả phù hệ. Nếu mà Sa Môn Gotama gọi đệ tử mình là Bà La Môn thì Ngài cũng nên gọi ta như thế mới phải. Thì ở đây hiện sanh cả phù mẫu hệ, thì quý vị hiểu như thế nào cái chữ thiện sanh? Tức là bên cha bên mẹ, bên cha bên mẹ huyết thống bảy đời thanh tịnh mới gọi là thiện sanh ha. Hay là nếu mà nói về loài ngựa gọi là thuần chủng, bò cũng gọi là thuần chủng. Còn ở đây thì cả phụ cha cả mẹ, cái dòng máu cả bảy đời không có lẫn lộn người ngoài, tức là coi như trong dòng họ cả bảy đời thanh tịnh như vậy thì gọi là thiện sanh trong dòng họ Bà La Môn. Nếu mà Sa Môn Gotama gọi đệ tử mình là Bà La Môn thì Sa Môn Gotama cũng nên gọi ta như vậy mới đúng. Và ông Bà La Môn Cha Tỳ Lá mới đi đến tỉnh Xá Kỳ Viên gặp Đức Phật, trình lên Đức Thế Tôn cái vấn đề này. Và Đức Phật Ngài trả lời: này Bà La Môn Cha Tỳ Lá, ta không gọi Bà La Môn do vì cái vấn đề cái biến tóc ở trên đầu, hoặc là giai cấp, hoặc là gia tộc. Giai cấp ở đây có nghĩa là giai cấp Bà La Môn đứng sau sắc đế lị ha. Sắc đế lị tức là vua chúa, rồi mới tới cái giai cấp Bà La Môn ha. Rồi thương gia, rồi mới tới nô lệ. Thì bốn giai cấp trong xã hội. Thì Đức Phật nói rằng không do vì giai cấp, không do vì cái đầu tóc mà bệnh lên. Rồi không vì gia tộc. Gia tộc ở đây có nghĩa là cái dòng dõi mà coi như được thanh tịnh bảy đời của đạo Bà La Môn. Thì những cái người nào mà thông suốt về chân đế thì Đức Phật gọi đó là Bà La Môn. Khi mà Đức Phật trả lời cho các vị Bà La Môn như vậy, và Ngài tóm gọn lại trong cái câu Phật ngôn 393, tóm gọn lại câu Phật ngôn này. Để đọc lên trước mới coi sự tóm gọn như thế nào của Đức Phật. Na cha tài hi na go te na na cha cha ho ti cam ma no yam vi sa chan cha tham mo cha so su ti so cha cam ma no. Được gọi Bà La Môn không vì đầu bệnh tóc,
không chủng tộc thọ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi Bà La Môn. Thì ở đây chữ chữ thật chân hả? Ai thật chân chữ thật ở đây do cái từ sách chân, sách giá. Thì chữ sách giá ở đây có nghĩa là sách giá nhà nó, sách giá nhà nó cái tuệ biết sự thật, tức là thông suốt về tứ diệu đế với 16 chi và 9 cái pháp siêu thế, thì người đó gọi mới được trong sạch, thì người đó mới gọi là vị Bà La Môn. Thì ở đây 16 chi thì nhiều quá ha, nhưng mà xin hỏi quý vị, 9 cái pháp siêu thế đó là cái gì? Alo, bây giờ ăn chuyện gì à, người là ở dưới đất nói chuyện trên trời, chúng ta còn phàm. Nhưng mà nói về 9 cái pháp siêu thế, 9 pháp thánh, thì đây là cũng một cái điều ai cũng mơ ước tới. Bốn đạo quả và niết bàn, quá sao mà Siết Hà này giỏi dữ gì ta, bốn đạo bốn quả và một niết bàn, đó là 9 pháp thánh ha. Ồ, như vậy trong này ai cũng giỏi hết trơn rồi. Siết Hà là cái người đầu tiên ha, bốn đạo quả và niết bàn, tức là bốn đạo bốn quả và bốn đôi tám chúng ha, nhớ ha, trong cái ân đức tăng bảo, bốn đôi tám chúng và niết bàn, chín pháp siêu thế hay là chín pháp thánh. Thì người nào mà đạt đến trường hợp này thì Đức Phật mới gọi là Bà La Môn. Nhưng mà còn Bà La Môn Cha Tỳ Giá thì sao? Ổng được cái gì mà ổng tự nhận ổng là Bà La Môn? Ổng nói là cái đầu ổng nè có biếm tóc nè, giai cấp của ổng nè là giai cấp Bà La Môn nè, rồi cái chủng tộc của ổng á là thanh tịnh bái đời cả cha lẫn mẹ. Thì như vậy ổng là Bà La Môn chính thống rồi. Đó là trong cái đạo Bà La Môn thì coi cái ông Cha Tỳ Lá này là một vị trưởng lão, một người mà coi như tuyệt vời, không có ai dám đụng tới. Cho nên ông có ý nghĩ là Đức Phật gọi những đệ tử mình là Bà La Môn, nhưng mà ông cũng muốn được nhận cái danh hiệu đó đối với Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật gạt qua một bên, và là không vì cái đầu tóc bệnh, không vì cái chủng tộc thọ sinh, không vì cái chủng tộc ha, rồi không vì cái giai cấp ha. Người nào chân chánh tịnh, tức là bốn đạo bốn quả và một niết bàn hiện khởi, thì Đức Phật mới gọi đó là Bà La Môn. Thì khi mà câu Phật con này được Đức Phật thuyết ra thì có rất nhiều người chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Hoàn. Thì duyên sự này cho chúng ta thấy rằng Phật không, nhưng gọi Bà La Môn theo lẽ thông thường của ngoại tôn, bệnh tóc thọ sanh chi cũng mặc, nếu chưa thấu đạt pháp ly ngôn, Bà La Môn Phật bậc siêu nhân, bốn đế an tường ngộ lý chân, tâm vẫn thường hằng trong cõi tịnh, không còn mê vọng với tham sân. Câu Phật ngôn 391 chúng tôi cũng đã trình xong. Rồi thời gian còn lại 20 phút để cho quý vị thảo luận. Xin mời quý vị ha. Rồi cho xuống. Xin nhường micro lại cho đạo tràng.
Nam mô Bích Tha giá. Dạ con kính thỉnh ngài cầm mít trở lại à. Dạ cảm ơn đạo tràng. Tại vì mấy ngày nay ở chỗ Thục Quỳnh đường nét nó cũng không có ổn, mưa gió ầm ĩ, nên Nhật Quỳnh không nghe ngài nói. Nhật Quỳnh cũng không có dám, không có dám chắc nên là không nghe. Ồ, ngài nhường mít cho đạo tràng hả? Qua wow. Còn 17 phút. Dạ, bây giờ vị nào có muốn cầm mít để chia sẻ điều gì không thì kính mời bằng tay quý vị ạ. Alo. Mời chị Kim hả? Dạ. Dạ, theo như yêu cầu của Kim Nhung nha, mời cô Kim xích Kim cầm mít ạ. À, bên Tịnh Tâm đường không có, mua bên đường tiền không ổn hả? Dạ, chưa thấy tín hiệu của ai hết. Dạ, cho Nhật Quỳnh chia sẻ một chút nha quý vị. Dạ, thấy bàn tay của cô Kim là cho Nhật Quỳnh lỡ rồi, cho Nhật Quỳnh nói một câu thôi. Hồi trưa Nhật Quỳnh nghe một cái tin thật là không ăn ổn, mà một người thân bằng quyến thuộc của Nguyên Trang, chắc Tịnh Tâm biết phải không? Dạ, bây giờ cũng là cũng sắp ra đi mà mới có 42 tuổi, nên Nhật thấy trời ơi, thời buổi giờ sao mà chết lẻ chết sớm đó quý vị. Mình sống được tới giờ này mà mình không tu tập được quả là một điều quá thiếu phước quý vị. Nên mình còn sức khỏe, mình còn đầu óc còn minh mẫn, ráng tu nha quý vị, ráng bỏ tham sân si và ráng niệm sự chết hàng ngày. Chứ không thì Nhật Quỳnh nghe cái tin đó, Nhật Quỳnh rất là xúc động luôn. Thật là nhà của Nguyên Trang ở Thiện Vũ, anh này mới có 42 tuổi mà bây giờ bác sĩ chê rồi, giờ đem về nhà rồi, nhà nên thôi. Dạ mời xịt kim. Con hello, con kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Trước hết xin cảm ơn quý vị nào có nhã ý mời tôi lên nói chuyện. Trời ơi, trong đây toàn nhân tài không hà, sao kêu tôi là người bị sư là la gầy nhất, mỗi nhỏ lắm la chân lắm. Sư hôm nay chắc sư có công chuyện, sư bán cái đợi, thường sư nói nhiều lắm mà sao hôm nay sư nói ít thật hả? Thì thôi tôi cũng chia sẻ theo cái ý của cái câu 393 này. Hồi nãy cái cô nào có hỏi gì đó, mấy có người nào mà sau khi mà Đức Phật thiết câu này nè, có ai đắc Bà La Môn không, thì tôi thấy trong chú giải không có nói, không có ai đắc quả gì trong cái câu kệ này trơn á. Nhưng mà theo tôi biết á, thì trong cái câu này á, thì Đức Phật muốn nói rằng không phải mình là dòng giống giàu có như là vua chúa hay là quyền quý 10 đời 80 họ vậy đó, cũng dòng dõi gì mà người ta nói gì đó, danh gia vọng tộc là tức là vua chúa, như cha làm vua rồi tới chuyện con làm vua, nhưng nhiều đời nhiều kiếp làm vua không tức sanh lên mà trong cái dòng họ đó phải làm vua chẳng hạn, như vậy đó ha. Thì Đức Phật nói không có đúng. Hay là quá sanh như chư thiên, hay là thấp sanh, nõn sanh gì đó, bốn loại sanh á, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh gì đó thì cũng không có đúng. Mà cũng phải là bệnh tóc hay là không bệnh tóc, hay củ tỏi, hay là để cho tóc ba chỏm như mấy chú tiểu vậy đó, cắt ba chỏm dễ thương nha. Cũng không phải luôn. Mà cái sự tu tập này do về ba cái ngõ thân, lời và ý. Thì tóm lại Đức Phật nói mình tu về ba cái cửa này đó thì phải theo thập thiện, thập phước hành tông chẳng hạn vậy ha. Thì thập thiện ba cái điều đúng, ba điều chánh về thân, không sắc sanh, không trộm tóc, không tà dâm. Tà dâm nghĩa dây xộm ha. Rồi bốn về khẩu, về miệng. Trời ơi, tiếng Việt Nam nhiều thứ lắm, khẩu, miệng, lời,
nhóc gì đó, cái nào cũng được, nói túm lại là từ cái cửa miệng ra ha, là không nói dốc nè, không nói lời lỗ mãng, lời lỗ mãng nói lời khó nghe đó, rồi không nói lời đâm thọt, đâm đầu này thọt đầu kia vậy đó, đâm bị thóc thục bị gạo đúng không, tôi dùng danh từ đúng không quý vị, là không nói chuyện lãm nhảm. Cái này tôi bị nha, lúc nào cũng lên nói chuyện cũng phải nói vài ba câu rồi nha, để chọc cho sư có chuyện để la nữa mà, nói gọi là nói vô ích. À, rồi ba về, dạ, ba về ý, ý là cái tâm của mình, cái tư tưởng của mình là không có tham, không có sân, không có tà kiến. Trời ơi khó dữ lắm quý vị, ai mà không sân chọc tới mình cái tự nhiên mình bận cái áo đẹp ha, mới cái cắt tóc đẹp, bận quần áo đẹp thấy ngon lành nha, dỗm thì bận cái đồ thì sao thấy xấu xí, bao nhiêu cái sân nó nổi đùng đùng lên nữa. Trời ơi trời ha, đại khái là như vậy. Cũng như ông chồng mình, bà vợ gì mấy hôm qua, trời ơi anh yêu em suốt đời nha, cái bữa nay gặp ổng đi người khác, gặp bà đi người khác ha, trời trời trời, máu trong người mấy chậu trào ra ha, khó lắm ha. Đại khái gì đi ha. Rồi về bữa nay sao có nhiều người cười quá vậy. Thì còn dư thời giờ mà để nói, mời không ai, không ai lên hết, tại mấy người mời tôi lên thì tôi nói, mà sư nói là tôi nói không ngừng không nghỉ mà, nói không liền da non mà. À, rồi tà kiến hả, ôi trời săn á, tham á, trời ơi, mấy người nói tham, tôi không có tham đâu, không dám đâu à, 10 đồng đồng nhỏ không thèm lụm, 100 đồng cũng giàu không thèm lụm, như ông Bill Gates á, người ta hỏi ổng khi mà thấy một tờ 100 đồng, ổng có lụm không, ổng nói chảnh câu vậy nè, biểu vậy, cái này có thật sự nha, ổng phải tự chế nha, ổng nói cái thời gian mà ổng cúi xuống, ổng nhặt lấy 100 đô đó, 100 đô la đó, cái thời gian ổng nghĩ ra ổng làm còn nhiều tiền hơn cái thời gian ổng cúi xuống ổng nhặt 100 đô la, chảnh dễ sợ không. Dạ ổng nói vậy đó, tức là cái trí tuệ ổng thông minh, cái thời gian quý báu gì lắm á nha. Yeah. Yeah. Nhưng mà ổng có biết đâu tới hồi ổng chết ổng cũng không đem gì được hết trơn á, mà ổng làm chuyện ác thì ổng chỉ đem theo cái nghiệp của ổng thôi. Rồi về tà kiến ha. Ồ tà kiến này dễ sợ lắm nha quý vị. Đức Phật nói tham sân si á, thì có thể ít tội hơn là cái tà kiến. Tà kiến nhiều khi nếu mà nằm trong tay của một người có quyền thế của chức phận, cái đó sẽ dễ sợ hơn lắm. Chẳng hạn như là cái ông vua chồng của bà hoàng hậu Minika đó, ổng nghe lời tà kiến, ổng nằm trên ba, ổng thấy bà con dòng họ của ổng lên á, để xin phước á. Thì ổng tưởng là ổng đi hỏi với mấy quan thần, bà trợn của ổng đó, nó bàn ra, nó nói là quỷ ma gì đó, phải đi lấy 100 hay 1000 đứa nít con trai con gái rồi trâu bò vậy đó, để giết lấy cái máu đó để tưới vô trong thằng lửa để tế vậy đó. Thì thôi mấy đứa con nít nó bị bắt, nó la quá trời, nó khóc um sùm. Thì bà hoàng hậu này mới hỏi chuyện gì vậy, thì người ta mới nói giống vậy. Thì bà hoàng hậu mau mau chạy lại với nó, ông chồng khùng của mình á, ông ơi, đức vua ơi, tại sao lại nghe lời mấy tên ba chợ này, mà có Đức Thế Tôn nó, mà sao bệ hạ không đi hỏi. Thì ông này mới đi hỏi, thì đức vua đi gặp Đức Phật, thì Đức Phật mới nói đó là bà con dòng họ của ngài ngươi, nhiều đời nhiều kiếp đã ăn đồ mà chưa có cúng cho Đức Phật trong quá khứ, với là những vị A La Hán, mà nhiều lần giống như vậy thì nó bị cái tội này. Rồi Đức Phật chỉ cho ông này cách để mà cúng. Lần thứ nhất ổng cúng mà ổng biết hồi hướng á, không được, ổng làm cách thứ hai. Thì sao không được, thì đại khái như vậy. Thì trong cái câu này, thì cho dù dòng họ, bởi dòng họ danh gia vọng tộc nhiều đời nhiều kiếp hay cái gì đó, hay là bệnh tóc hay không bệnh tóc, hay củ tỏi hay củ bù lon gì cũng vậy ha, gì đó. Tôi nhớ hình nói bên miền Nam cũng có mấy cái đạo Hòa Hảo, đạo Câu Đài, tôi không nhớ chắc. Đàn ông thì hay cũng có một cúc củ tỏi đó, có bốn cục đó, đi về với miền quê hay thấy lắm. Thì không biết bên ông đậu dừa cũng có không biết nữa, đại khái vậy. Thì cũng phải cái đó, cũng phải do cái chủng tộc mình, cái loại sanh chủng của mình ra là nõn thai thấp vậy đó, cũng phải nữa. Mà chính do cái sự tu tập của mình mới ra, tại vì những điều đó đều từ cái tâm mà ra. Cái tâm mình có ngay thật, có trong sạch, có học hỏi không thì mới có trí tuệ, thì mới thành tựu được. Thì trong đại khái này thì theo tôi nghĩ, theo cái chữ Bà La Môn mà theo Đức Phật nói ra, là con người phải
phải chân thật, phải chánh, phải tịnh, cái tâm phải an tịnh, phải học về tứ đế, bốn cái đế khổ tập diệt đạo cái đó, thì cái phần mà để thành cái đạt đạo quả này phải học về cái đạo đế, tức là cái bát chánh đạo đó thì mới được thôi, chứ không phải vì ba cái bệnh tóc, ba cái chủng, cái dòng họ hay ba cái sanh chủng tộc gì của mình á, cho dù là quá sanh giống như là chư thiên vậy cũng không phải. Theo Bà La Môn của Ramana này mà Đức Phật muốn ám chỉ, tức là các vị sa môn của ngài đó, các đệ tử của ngài, tức là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, thì nghĩ giống vậy. Rồi hai cái chia sẻ vậy á, đại khái là cái câu giống vậy đó, không phải gì vì ba cái bệnh tóc, rồi vì ba cái dòng họ, danh gia vọng tộc, hay vì cái loại sanh chủng của mình á, thì mà gọi là Bà La Môn. Thì Đức Phật muốn nói giống như vậy, cái ý của Đức Phật, cái Bà La Môn của ngài, tức là bốn đạo bốn quả và đạt tới cái niết bàn đó, thì mới đúng gọi là Bà La Môn trong cái câu này. Thì còn 50 phút ngay, dừng cho quý vị khác lên nói nha, để thôi nói, tôi dành nói hết, không cho ai nói hết trơn ha. Dạ, có điều gì thay sót xin quý vị chỉ bảo nha. Dạ, nhường máy lại cho người khác nha. Rồi, bà. Dạ, sa thủ thính, cảm ơn Sức Kim. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhục Huynh, kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn cô tu nữ Tây Duyên, cho Nhục Huynh biết được tín hiệu. Kính cảm ơn Huynh An Trần. Dạ, cô tu nữ Tây Duyên ơi, lúc nãy cô không có trả bài, thôi bây giờ Nhục Huynh kính mời bằng tay cô nha. Dạ, mời cô. Alo, 1, 2, 3, 4. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, còn 5 phút nữa. Bây giờ tới gì Nhật Quỳnh? Dạ, xin sám hối đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. À, kính chào đạo tràng. Chia sẻ cũng được. Dạ, dạ cảm ơn Nhật Quỳnh. Nãy giờ tự nhiên cũng bận chút xíu cho nên là mới vào. Bây giờ là tới chia sẻ. Mà nãy giờ tự nhiên chưa có coi cái bài kinh đó là gì đây. Bài kinh Pháp Cú số 393. Nachatta hi nagotte na nachatta hu ti rammano yam hi sat chẳng chất thầm mô chất sô sút chi sô chất rằm má nô được gọi Bà La Môn, không gì đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi Bà La Môn. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thì qua câu Phật ngôn này, Đức Phật nói là khi mà gọi được Bà La Môn, không phải là vì đầu trọc bệnh tóc, không vì đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi Bà La Môn. Dạ, thì theo tự nhiên suy nghĩ như thế này, Đức Phật, khi mà Đức Phật nói lên một câu Phật ngôn nào thì làm sao mà đưa
đến cái sự chân chánh thanh tịnh mới gọi Bà La Môn. Thì Đức Phật dạy chúng ta làm như thế nào mới được như vậy, không phân biệt chẳng hạn như là dòng họ giàu có hay là những người nghèo khổ, giống như nhau hết. Nếu mà một người đến với được Đức Phật tế độ, dù người nghèo, người giàu, Ngài thấy đủ duyên, gọi là hữu duyên, thì Ngài nói vài câu thì sẽ đắc đạo và trở thành một vị Bà La Môn. Tại vì thời gian chỉ còn vài phút, cho nên là tự nhiên cũng xin chia sẻ tóm tắt vài câu có ý nghĩa, đó là rất là quan trọng. Và chẳng hạn như ông gì mà giọt cái cắn, Đức Phật chỉ đưa cho một cái khăn, thì ông ta cầm cái khăn, và tới lúc ông ta đã chín mùi vì trổ cái quả ra thì ông cũng đắc đạo. Cho nên là khi mà Đức Phật nói ra cái câu Phật ngôn nào, dạ, con kính đảnh lễ Ngài, Bạch Chú Lát, dạ, dạ đúng rồi. Cho nên là rất là hay. Thôi bây giờ con xin kệ, còn có một phút nữa, con xin đọc và kệ. Bây giờ kệ đi. Na cha ta hi na go te na 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 cha cha ho ti ram ma no yam hi sat chang cha tham mo cha so chi so so chi so cha ram ma no na cha ta hi na got te na na cha cha ho ti ram ma no yam hi sat chang cha tham mo cha so su chi so cha ram ma no. Được gọi Bà La Môn không vì đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi Bà La Môn. Phổ thơ của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, thời gian cũng vừa đúng, cho nên con xin kính cung thỉnh nhà trí đức trở lại trước mái. Sa thú cô tu nữ Tuệ Duyên đã kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng, và câu Phật ngôn này nói lên một cái ý nghĩa theo tiếng Việt của chúng ta gọi là tốt gỗ hơn tốt nước sơn ha. Khi mà gỗ xấu á, thì người ta họ sơn phết rất là hào nhoáng bên ngoài, và chúng ta bị lầm với hình thức. Nhưng mà ở đây ai thật chân chánh tịnh, cái chữ tịnh này nó quan trọng, tịnh cả tam nghiệp thân khẩu và ý, thì khi đó mới được gọi một tịnh. Ở đây tức là gánh nặng được đặt xuống, bốn đạo bốn quả và niết bàn, vị này đã chứng đạt được hữu là niết bàn mà còn cái thân ngũ uẩn, chứ không phải là niết bàn mà sau khi tịch tỉnh vô dư, mà niết bàn hữu dư. Thì vị nào đã chứng đạt được cái niết bàn hữu dư thì Đức Phật mới gọi là vị Bà La Môn. Ở đây không phải là hình thức bên ngoài ha, mà ở bên trong của chúng ta. Cho nên với câu Phật ngôn này, chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái câu tốt của
hơn tốt nước sơn. Buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ở nơi đây. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để đi vào nội dung chứ không phải đi vào hình thức. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để từ thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin oai lực vô biên, dư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, gồm Phật giáo năm truyền, được an lành tịnh lạc. Ê tê là sạch chọc ách chê nát sô thư vô hô tụ sập ách nà. Do lời chân thật này kính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin mời sư Không Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo.